chào quý vị, và hôm nay là một ngày cuối tuần. Đức Tiến đưa cả nhà sẽ đi mua sắm. Có rất là nhiều các cái nơi bán đồ mua sắm. Thì đây là hôm nay mình sẽ đi coi một cái nơi bán về đồ nội thất, bàn, ghế, để coi trong này có gì không. Và đây là một trong thương hiệu của Mỹ cũng rất là nổi tiếng. Cái tiệm này tên là Living Space. Có rất là nhiều ở nơi Đức Tiến đang đến với tại thành phố Huntington Beach. Ở Vai cũng có, và trên toàn California và các tiểu bang khác hình như cũng có nữa. Rất là nhiều, và phải nói cái tiệm cũng rất là lớn đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ vô bên trong để xem coi là cái tiệm Living Space này nó có những đồ gì. Xin mời quý vị. Rồi, chúng ta nhìn thấy bên tay phải nè, quát ra nhiều những cái đồ này là giống như đồ cổ ha. Đầy đủ những cái bàn, ghế, sofa, đồ cổ. Những cái này rất là độc ha. Bên tay trái mình là modern ha. Quay nguyên bên tay trái là modern, thì thấy không? Wow, tha hồ cho quý vị đi vô đây đi tham quan một bữa ha. Có những bộ bàn ăn thì giá cái này mắc nha quý vị, không rẻ đâu. Ví dụ cái này đi, thì ví dụ cái này thôi á là 1.050 đồng ha. Cái này không, 1.000 gần 1.100 á, cũng không có rẻ tí xíu nào. Đi mình vô trong ha. Nhưng mà được cái nó làm rất là art ha, rất là art, rất là nghệ thuật luôn. cái tủ để nhìn cho nó là 595 x 600. Ok. Bên đây cái sofa cũng đẹp thấy sợ. 2000 mấy. Bộ này là 2000 mấy. Nè. Ngồi cũng ok ha. Ngồi giữa cũng ok, cũng thấy thoải mái lắm. Đi. Rồi, mình đi một vòng nha. Ai thích có những cái gọi là cái khu vực này giống ta tiếng cảm giác như khu vực thờ á. Đó. Mất hết ba cái rồi. Mất hết một cái cục đây rồi. Nó có cục đây nên mất cái cục này rồi. Cái này để làm như vàng để thờ, 695. 695 ha. Ok. Nó có mấy cái đồ về chân chơi chơi ha. Xương rồng giả nè, còn rất là cute. Mấy cái đồ trang trí trong nhà 12 đồng bắt đầu giá ha, nhiều thứ lắm. Mấy cái bàn ngồi chơi ở ngoài, cái này chơi ngoài sân, ngoài trong nhà cũng được, sân vườn cũng được ha. Rất là idea, nhiều idea để cho mình biết cách để mình làm. Khu bên này là sofa, cho mọi người xem nguyên cái khu sofa này. Đó, một dàn sofa luôn. Quá trời sofa luôn. Rồi ai muốn custom á là design studio. Mình đến đó mình chọn màu cái mình bỏ vô trong đó thì họ sẽ hình dung được cái phòng của mình như thế nào. Qua đây cái khu đồ này, đồ trang trí nè, tranh nè. Thấy đã không? Vô đây đi. Vô coi mấy cái bình. Mấy cái bình trong này. Nó có chia theo line màu. Bên đây là màu gold. Màu gold nè, là màu vàng nè, đó. Ai thích vàng nào ở đây? Có những cái ấm bằng vàng, nhiều thứ. Tất cả là chuyên về gold ha, là vàng nha. Mấy con chim đó, mua về che nó lên, móc nó lên. Rẻ lắm ha, cái này tôi nghĩ chừng có 15 đồng mà. 15 đồng cho một con chim. Rồi mấy cái trái để treo lên cho nó đẹp ha, chân bằng vàng. Hay là những cái này để giống như cái đế của cái nến cũng rất là đẹp ha. Đó đây. Bên đây là màu bạc. Rất là nhiều cái idea để cho mình trang trí cho cái tiệm của mình nè, cái tiệm hay là mình trang trí cho cái căn phòng của mình, thì ở đây rất là nhiều cái idea mình lựa chọn. Ngoài cái chỗ này ra thì mình cũng đi được mua nhiều nữa khác lắm, chứ không phải chỉ ở đây có không thôi. Ví dụ như ở Teacher Mark, Homewood cũng có, Ross Marshall, vân vân, đều có hết. Bên này họ bán mấy cái đồ, mấy cái bình, mấy cái lu nè. Cái này giả cổ thôi nha, chứ không phải là đồ cổ nha quý vị, giả cổ thôi. Có bán tượng Phật nữa nè. Nặng dễ sợ. Wow, này bằng đất nung. Bằng đất nung này không, rất là khô ha. Để tính coi cái tượng này họ bán bao nhiêu. Rẻ, có 7 đô à. Có 7 đồng thôi à, không
mà bằng đất nung cũng rất là chất lượng nha, thưởng lắm á, 7 đồng. À, đây cái tray. Ok. Rồi. Ok đi. Bây giờ hôm nay chính là Tức Tiến muốn đi qua coi cái bộ bàn ăn. À, thì cho nó cái nhà Tiến thì cũng đang thiếu một bộ bàn ăn nên muốn đi qua coi nha. Thì nó nằm bên đây ha. À, dining rooms bên cái khu vực bàn ăn ha. Còn sofa thì mình không có mua, từ nhà mình có rồi. Đó. Thấy không? Sofa lớn này là 495 ha, bự không? Cái bên này màu đẹp không? 695. Ngồi rất là êm. Mình đến mình coi nó tiện hơn nhiều. À, còn nhiều khi mình coi ở trên mạng á, không có chắc chắn. Tại vì với Đức Tiến á, kinh nghiệm đi coi mua đồ á, mấy cái bàn á, nhìn nó không có biết được phải thực tế. Nhìn trên online á, không bao giờ bằng thực tế ngoài đời. Ví dụ cái bàn này đi. Thấy không? Nó làm rất là chắc ha. Rất là chắc, từ gỗ, từ bàn rất là chắc luôn. Cái bàn này tính coi giá nhiêu. Cái bàn này 595 đồng. Mỗi cái ghế là 150. 595 cho 600. 600 cộng 2, 4, 6, 6 cái ghế 150, 6 cái ghế là 900. 900 cộng 600, 1.500. Bộ bàn này 1.500. Ha, đó. Thấy không? Thì ai thích bộ bàn này thì Tiến thích. Thật ra cái bàn này thì mình thích ha. Nhưng mà cái ghế này không thích. Cái ghế này nó không chắc. We just looking for the dining table. Yeah, for that. Yeah, thank you. À, đây. Bộ này là nó nó có nguyên cái set giá luôn nè. Đó. 1450. Thì mấy cái màu này thì nhìn rất là trang nhã ha. Đó. À, nó có cái band. Cái band này cũng rất là rộng đó. Rất là trang nhã, nhìn vô nó cũng sáng lắm, nó cũng bắt mắt lắm đó. Nó cũng vừa, không có quá cao, không quá thấp. Dễ ngồi. Ok. Rồi, thì đó, đây cái này thì nó hơi bị bự ra ngoài chút. Cái này counter top rồi, nó hơi cao lên. Tiến đang ngắm cái bên kia. Cái này cũng đẹp quá trời. 2.000 mấy. Bộ này đẹp nhưng tới 2.000 mấy lần. Bộ này tới 2.650. Nhìn cái ghế đó đẹp nha. Các vị coi cái ghế không? Ghế nó bự lắm, nó đẹp lắm. Nhưng mà kinh nghiệm là mình hay cầm đây mình nắm nè. Cái tay mình dơ á, nó sẽ dính vô đây. Thì mình phải nhà nào mà kỹ á. Nhưng mà cái bàn rất là rộng, có thể cái này có thể adjustable được nè. Ok, mà ra đi. Cái bàn này tương đối là đẹp nè. Hy vọng là cái bàn này là cái bàn Tiến thấy nó không có quá bự ha, có cái chiều dài. Cái ghế này tới 170 một cái ghế này. Cái ghế thường là 125. Rồi, chúng ta đi tham quan tiếp nha quý vị. Đó có những cái bàn rất là đẹp nha. Ví dụ như bộ bàn này đi. Cái này nó làm rất là chi tiết nè, quý vị thấy không? Nhưng mà cẩn thận khi mình cầm mình kéo này sẽ gì bị dơ. Thì nhà nào kỹ á, thì ấy. Cái bàn này không là 695. Cái ghế là 145. Cho 150. 150 cộng cho cái nó đó là khoảng đó, mỗi cái ghế. Đây, cái bên nữa. Cái bên nè, ha, đẹp chứ sợ không. Hơi xa xa mình xem nè, ha. Rất là nhiều kiểu, từ hiện đại cho đến truyền thống. Từ kiểu cọ cho đến đơn giản. Nói chung là rất là nhiều kiểu. Không, cái này thì hơi bị cổ lũ sỉ, lủng lỗ, lùm lum lùm la. Ai thích mà bán rồi nha. Also as is là bán theo cái giá. Không, cái bàn này không có mua, ngồi rách tay rách chân hết. Cái bàn này thì là 595, có thể xoay ở giữa. Nguyên set luôn. Vuông vuông. Nói chung là rộng lắm, trên này khu này rộng lắm. Khu này rất là rộng. Không, yếu lắm. Quơ quơ cái nó rung rồi, thấy không? Nè, quý vị thấy nè, em rung coi. Đó, 395. Tiền nào của đó. Không. Rung là thua. Cái bàn là hơn nhanh là cái chất gọi là nó chắc. Nó không chắc là thua. Ngồi lên giống như đồ ngồi đồ nhựa vậy đó. Ok. Qua bên kia đi, vô trong đi.
Ok, đó, mấy cái bàn ngồi trong đây nè, mua một cái 1.800 thấy đã không? Nhưng mà hơi thấp. Đây. Cái này 1.800 nè quý vị không? Nhưng mà cái đấy nó này nó hơi không biết cái này có thay được không? Cái này có thay được. À. Cái này mình cầm sẽ bị dơ, cẩn thận. Nhưng mà không thích mấy cái lỗ lỗ này lắm. Nhìn nhìn thì mới nhìn thì nhìn xa thì thấy đẹp á, nhưng mà vô gần á thì nó lại không đẹp ha. Nó có mấy cái lỗ lỗ đó nhìn không có thích lắm. Giá 1.895. Ok. Này 1.300. À. Ô ô vuông vuông. 1.400. Nó cũng là medium size đó, không cao không thấp đó. Cái này cũng size đó thôi. Cái này nhìn cũng ngầu quá sợ không? Ốc vít nó bắt này. Rất là ngầu. 1.400. Nếu mà muốn counter là chỉ có một vài bộ thôi, còn thường là nó bình thường. 1.300 nè. À. Nhỏ nhỏ xinh xinh. 1.300. Ok. Rồi. Bộ này 1.300 cũng đẹp quá trời không? Ồ. Bộ này hay nè, có kiến nè, 1.300 nè. Đẹp thế sao? Bàn kiến nè. À, là thế. Đó. 1.300, 1.300. Ghế nó có bán đủ rồi hết ha. Một dàn ghế luôn. Đây, có thêm cái bộ này nữa nè. Bộ này cũng là cao nè quý vị. Đó. Giá thì rẻ hơn, 85 đồng một cái ghế. Bộ này 595. Nó cũng không có chắc bằng cái kia lắm, nó cũng ok à. 595. Nhìn cũng thoáng. Đây là một cái bàn khác nè, tiếng thấy nó cũng nhìn nó cũng có vẻ là cứng cáp ha, gồm có tất cả là 2 4 5 sau cái 5 cái ghế ta. Ok, 5 piece. 2 4. Elise nó nói trong này là chỉ có 1.400 thôi, là gồm một cái bàn và 4 cái ghế. Giá 1.400. À. Đó. Nếu ấy thôi này rẻ hơn, tùy đó, có giá nè. Ok. Thì cái này nhìn xa xa. À, nhìn cũng rất là cứng cáp nha quý vị. À. Cái này là cái ben. Ồ, này cái ben. Ồ, nó là cái ben. Ồ, ben thì ok. Cũng hay á ha. Cũng rất là cứng cáp. 300 mấy. Cái này cũng đẹp gọn. À, bàn này 800. 800 cộng với lại 350 cộng với này mọi thứ 160. 160 nhân cho 3 là 480. Nói chung cái bàn này cũng ổn. I'm good. Ok. Yeah. Giá cũng tốt nữa nhưng mà nó hơi thấp thôi ha. Nó hơi thấp. Tiến thích cái bàn dài vậy nè mà nó phải cao hơn, mà đây không có. Nó có cái bàn cao nhưng mà vuông, bên này không có dài đó, nên là mình cũng hơi không thích. Và cái kia, cái này thích đó, thì lại là nó đang, bà nói là nó sold out và họ discontinue from manufacturer, tức là không còn từ nhà sản xuất nữa rồi. Sao vậy? Mèo khóc rồi. Còn rộng lắm. Rồi em nói chuyện bãi nha, anh đi vòng xuống đây nha. Rồi, giờ mình đi vòng xuống đây một cái nha. Wow, đây có mấy cái bàn. Mấy cái bàn giống như xoắn 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 xoắn.
Cái bàn này 595. 595. Cái bàn mà hình này hình lục giác hả? Bàn này bao nhiêu? Bàn này 995. 995 ha. Ồ, đây vô phòng giường ngủ. Ồ, ID cho bedroom. Nhiều quá. Quá nhiều đồ luôn. Bàn ăn là chỉ có vậy thôi. Đó, sofa da, sofa vải. Đủ thứ hết. Không gian phòng ngủ. Họ cũng decor cho mình vài cái idea để cho mình muốn thì mình có thể đi đến đây mua và mình về mình bố trí cho phòng của mình. Đủ loại hết ha. Ok. Nhiều màu sắc, nhiều chất liệu lắm. Quan trọng là mình sẽ lựa chọn cái giường nệm, cái decor này về rồi mình lựa chọn nệm nữa ha. Tùy mỗi người có một cái gu chọn nệm như thế nào nữa. Các design rất là đẹp. Và đây là chuyên về nệm của họ, tất cả là nệm. Ok. Rồi, giờ mình đi ra ngoài nha. Đi ra hướng ngoài coi mình nó có gì hay không. Sofa. Trung tâm nó vẫn là sofa, rất là nhiều các sofa. Đủ loại hết, đủ màu sắc, đủ kiểu. Đủ chất liệu. Và ở đây Mỹ cũng thích sofa da lắm. Sofa da, sofa vải, sofa rely là có thể nâng ngã ra, nâng chân ngã đầu. Nói chung là đủ kiểu hết. Mọi người đây thử nệm bên này. Kit, nó có khu cho kid and teen, phòng cho con nít. Ok. Rồi. Ngoài ra cái phòng information. Nó có wheelchair cho ai bị chân tay yếu có thể dùng cái đó. Đẹp không? Đó. Này cũng có cái bàn này đẹp quá ha. Nhưng mà nó hơi nhỏ. Cái bàn này cũng xinh dễ sợ không? Cái bàn này cũng đẹp quá trời. Đó, tính thức bàn nó dài, chân nó hoa văn này nè. Nó phải đẹp như nè, thấy không? Cái ghế là 195 cho 200 cái. 246 cái 1200 rồi. Ghế không 6 cái 1200 rồi. Thêm cái bàn 909 nữa, coi như cái bàn này là gần 2001 cái bàn đó. Họ thích bàn gọn nhỏ hơn đây. Cái bàn này là cái bàn tròn này á là 599. Cái ghế 200 là 800, 800 cùng 600 là 1400. Bộ này 1400 nè. Ghế bằng kim loại. Đây. Bằng gỗ, ghế bằng gỗ ha. Bằng gỗ sơn thôi. Đây có những cái bàn nhỏ nhỏ xinh xinh. Thấy người nhỏ nhỏ con nó thích ngồi bên này. Mình hơi bị cao to nặng nên là ngồi những cái thích những cái bàn nó bự hơn. Ghế này trời ơi, ghế này mắc nha. Cái ghế nhỏ xíu vậy không mà 300 đồng á. 299 đồng cho một cái ghế. Oh man, mắc dữ vậy ta. Bằng da dưới 299. Cái bàn thì nhìn chất lượng có thể mở được đây. Có thể mở ra được.
ra thêm cái bàn này nữa. Bàn này cũng tương đối là nhìn màu cũng đẹp. Ghế 195, 200, 246. 6 cái ghế 1200, 1200 cộng với cái bàn 800 là 2000. Oh wow. Đó. 2000 cái bộ bàn này nha. 2000. Đức Tiến đi tham quan với trong khu nguyên cái khu này rất là rộng nha, mà không có đủ thời gian đi hết. Nó còn rất là nhiều về nệm, về cái phòng ngủ cho người lớn, cho trẻ em, nệm vân vân, và bàn ghế còn nhiều lắm, sofa nữa, chỉ đi sơ sơ thôi. Tại Living Space đây tại thành phố Huntington Beach. Ngoài ra nó còn một cái nữa ở Vai. Nếu mà có dịp Tiến sẽ đi đến tham quan để ở Vai. Đến đây thì đi coi bộ bàn thích rồi nhưng mà không có mua được tại vì nó đã sold out, bán hết rồi. Và hiện cái người manager này nói là có check online cũng không có, tại vì nhà sản xuất họ đã discontinue là không còn sản xuất nữa. Và nếu được thì mình sẽ mua luôn cái bộ bàn display đó, đang trưng bày ở đó. Thì đến đây là chào tạm biệt nha. Hy vọng là với những hình ảnh chúng ta đi tham quan những cái bộ bàn ở đây thì quý vị cũng được thư giãn chút xíu và có thêm cái idea để khi đi mua bàn ghế thì có thể ghé qua đây để coi sơ. Và nếu thích cái video này nhớ nhấn subscribe nha, nhấn đăng ký ủng hộ kênh Đức Tiến nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Tạm biệt quý vị.